Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. 1 giờ sáng ngày 11 tháng 3, cao tốc Cam Lộ La Sơn vẫn chưa thể thông tuyến sau tai nạn. Tại hiện trường vẫn còn rất đông hành khách của xe khách biển kiểm soát 51B26149 đang chở xe trung chuyển đưa về xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền để ăn uống nghỉ ngơi, trong khi chờ lực lượng chức năng bố trí phương tiện để tiếp tục hành trình. Đa phần họ đều không giấu nổi sự mệt mỏi, trên mặt còn phỏng phất sự sợ hãi sau tai nạn thảm khốc. Vụ tai nạn khiến hai vợ chồng, Cụt Văn S, sinh năm 2004, và chị Cụt Thị P, sinh năm 2007, cùng chú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, tử vong. 9 người trên xe khách bị thương gồm Linh Thanh Trung 2 tuổi, Linh Văn Khâm 23 tuổi, Lương Thị Bích 23 tuổi cùng chú xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Cụt Văn Nam 1 tuổi, Cụt Văn Huyên 25 tuổi, Cụt Văn Xuân 27 tuổi, Cụt Văn Xuân 32 tuổi cùng chú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Lương Thị Khách 24 tuổi và Cụt Thị Phuôn 27 tuổi cùng chú thị xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn. Hiện 9 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2, xã Phong An, huyện Phong Điền. Hầu hết các nạn nhân chỉ bị đa chấn thương nhẹ hoặc xây sát. Anh Cụt Văn Tuyền, chú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, anh có 4 năm làm nghề cạo mũ cao su ở Bình Phước. Tết năm nay anh về quê Kỳ Sơn ăn Tết. Đến sáng ngày 10 tháng 3 thì anh lên xe khách biển kiểm soát 51B26149 để vào lại Bình Phước làm việc. Tối cùng ngày xe dừng ở Quảng Bình để mọi người nghỉ ngơi ăn tối sau đó lên xe để tiếp tục hành trình. Thời điểm xảy ra tai nạn khoảng gần 20 giờ, khi ấy tôi và hầu hết mọi người đều đang ngủ. Tôi nằm ở giường cuối ngay cạnh hai vợ chồng bị chết. Lúc ấy tôi đang mơ màng thì nghe tiếng va chạm mạnh. Giật mình tỉnh dậy thì thấy xe khách hỏng nặng phần đuôi và không thấy hai người bên cạnh đâu. Tôi tự thấy mình may mắn khi nằm ở cuối xe nhưng không bị thương tích gì. Anh Tuyền kể theo anh Cụt Văn Tuyền, vì là người cùng làng nên anh biết khá rõ về hai người chết sau vụ tai nạn. Họ là hai vợ chồng còn rất trẻ. Chồng là anh Cụt Văn S, sinh năm 2004, và vợ là chị Cụt Thị P, sinh năm 2007. Cặp vợ chồng này cùng là người dân tộc Khơ Mú. Họ mới sinh con đầu lòng được khoảng 6 tháng tuổi. Do cuộc sống khó khăn nên phải gửi con ở lại cho ông bà nội chăm sóc, rồi khăn gói cùng nhau vào Bình Phước để xin làm nghề cạo mũ cao su kiếm sống. Anh Lở Bá Dĩa, dân tộc Hơ Mông, chú Nghệ An cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe khá đông khách, hầu như không còn giường trống. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Diễn nằm ở giường giữa. Khi anh đang say giấc ngủ thì tiếng va chạm mạnh làm anh giật mình tỉnh giấc. Sau cú va, xe khách vẫn lướt đi một đoạn thì mới dừng lại. Khi tinh thần ổn định, quay lại phía sau thì mới biết xe gặp tai nạn. Toàn bộ phần đuôi xe tan nát, hầu hết những người chết và bị thương đều nằm ở giường cuối xe. Những người nằm ở đầu và giữa xe thì may mắn không bị thương, nhưng ai nấy đều khá hoảng loạn. Anh Kha Văn Bản, người dân tộc Thái, chú Nghệ An, chưa hết bàng hoàng kể lại. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Bản nằm ở giường giữa nên may mắn không bị thương. Trên xe phần đa là người của huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Có người thì đi vào Bình Dương, có người thì vào Bình Phước hoặc Con Tum. Xe đang đi thì lái xe bất ngờ đánh lái rồi phần đuôi va vào xe tải. Cú va mạnh khiến mọi người trên xe giật mình tỉnh giấc. Sau cú va, xe tiếp tục chạy trong tình trạng rung lắc như sắp lật được khoảng hơn 500 mét thì mới dừng lại. Thời điểm đó mọi người trên xe đều hoảng loạn, sợ hãi. Anh Bản nhớ lại. Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc nói trên, ngay trong đêm 10 tháng 3, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, cũng như làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung xử lý hiện trường và thông tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn trong thời gian sớm nhất. Sau đó, ông Hoàng Hải Minh cũng vào bệnh viện Trung ương Huế để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ những nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế cũng chi 5 triệu đồng một người để hỗ trợ cho hai nạn nhân tử nạn. Mới đây, trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn, đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế lại xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô khách và xe tải dừng đỗ ven đường, làm hai người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương và 6 người phải đến cơ sở y tế thăm khám. Theo ban an toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 10 tháng 3 tại km 58 trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn tài xế Lê Hoàng Quân, sinh năm 1973, trú tại xã Đắc Lao, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông, điều khiển xe khách 51B26149, chạy theo hướng từ tỉnh Quảng Trị vào thành phố Đà Nẵng. Khi đến đoạn đường trên, xe khách va chạm với xe ô tô tải 75C01691 do anh Phan Đình Thành, sinh năm 1986, ở phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đang dừng đỗ bên đường theo hướng cùng chiều. Hậu quả vụ va chạm mạnh khiến hai người, một nam một nữ tử vong và bốn người khác cùng trên xe khách bị thương được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, đóng tại xã Phong An, huyện Phong Điền. Theo thông tin ban đầu, tài xế xe khách cho biết trên xe có khoảng hơn 40 hành khách, thời điểm xảy ra tai nạn trên cao tốc Cam lộ La Sơn trời tối và không có đèn đường. Khi xe đang di chuyển thì bất ngờ phát hiện xe tải dừng trên cao tốc nhưng không có đèn báo khẩn cấp. Do trời tối, xe tải dừng nhưng không bật đèn báo khẩn cấp, nên khi gần đến nơi tôi mới phát hiện ra. Lúc đó tôi buộc phải đánh lái gấp sang làn đường bên trái để tránh đâm trực diện vào xe tải. Tuy nhiên, do khoảng cách quá gần khiến đuôi xe va vào xe tải. Thời điểm đó tôi không dám phanh vì nếu phanh rất có thể xe sẽ bị lật. Do đó tôi phải thả cho xe lướt đi theo quán tính. Khi xe ổn định thì mới đánh lái sát vào lề đường bên phải rồi dừng lại. Tiếc là trên xe tôi cầm lái không có camera hành trình để ghi lại hình ảnh thời điểm tai nạn. Anh Lê Hoàng Quân nói, hiện lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trước đó, ngày 18 tháng 2, trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, đoạn qua huyện Phong Điền, cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô con và xe container khiến 3 người tử vong. Mới đây, công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra vụ cháy tại kho xe tan vật tại khuôn viên trụ sở công an huyện Tánh Linh vào chiều tối ngày 9 tháng 3. Theo thông tin ban đầu, có khoảng hơn 200 mô tô là tan vật vi phạm hành chính cất giữ trong kho xe tan vật đã bị thiêu rụi. Đại tá Lê Thành Hùng, phó giám đốc công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường vụ cháy chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ vụ cháy lớn tại kho xe tan vật. Sau vụ cháy, vấn đề được rất nhiều người quan tâm đó là ai sẽ phải có trách nhiệm bồi thường cho chủ sở hữu có xe vi phạm bị cháy. Về vấn đề này, Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, trong quá trình tạm giữ phương tiện để giải quyết theo các thủ tục hành chính, thủ tục tư pháp thì cơ quan chức năng có trách nhiệm bảo quản, quản lý, đảm bảo an toàn đối với các phương tiện này. Nếu để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Trường hợp cơ quan chức năng thuê kho bãi tạm giữ phương tiện thì người trong giữ có trách nhiệm bảo quản, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Trong vụ việc này, cơ quan chức năng sẽ phải xác định làm rõ nguyên nhân vụ cháy là do chủ quan hay khách quan. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy đã có người phá hoại có chủ đích đốt bãi xe thì sẽ khởi tố người này về tội hủy hoại tài sản theo điều 178 Bộ luật hình sự. Đồng thời, người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hình sự gây thiệt hại đến tài sản, có trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho các cơ quan tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật." Theo luật sư Cường, trường hợp kết quả xác minh cho thấy không có người đốt cố ý làm hư hỏng tài sản nhưng đã có hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy, vô ý gây thiệt hại đến tài sản, thì người vi phạm quy định này cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh tương ứng và có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Trường hợp vụ việc không có dấu hiệu cấu thành tội phạm không có lỗi của các chủ thể có liên quan, thì vấn đề bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự liên quan đến hợp đồng gửi giữ tài sản. Bên giữa tài sản có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại. Nếu có bảo hiểm cháy nổ, thì cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường theo nội dung hợp đồng bảo hiểm đã ký kết. Thông thường, các cơ quan chức năng sẽ ký hợp đồng để thuê bên thứ ba trong giữ phương tiện, bảo quản phương tiện trong quá trình chờ xử lý. Khi đó, trách nhiệm pháp lý cũng sẽ được xem xét trên cơ sở hợp đồng gửi giữ này, theo quy định của pháp luật về dân sự. Tuy nhiên, để có căn cứ yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ cháy này, chủ sở hữu xe cần có biên bản tạm giữ xe vi phạm, tình trạng xe, đời xe để xác định giá trị tài sản bị thiệt hại trường hợp không thỏa thuận được về mức bồi thường thì người bị thiệt hại có thể khởi kiện ra tòa án giải quyết theo luật định vấn đề mấu chốt trong vụ cháy bãi giữ xe vi phạm hành chính để xác định chính xác ai là người có trách nhiệm trực tiếp bồi thường thì phải căn cứ vào việc chủ xe có mua bảo hiểm xe hay không mua loại nào và nguyên nhân gây ra vụ cháy